Vào tối qua tại huyện Vũ Quang cũng đã diễn ra đêm hội hoa đăng khinh khí cầu tại đập dâng Ngàn Trươi. Thắp sáng đêm hội hoa đăng là 10 quả khinh khí cầu, trong đó có 2 khinh khí cầu lớn cao 22 mét và 8 khinh khí cầu cao từ 7 đến 10 mét được treo sát bờ đập soi bóng xuống mặt nước. Lễ hội hoa đăng khinh khí cầu và chuỗi hoạt động chào mừng SEA Games lần thứ 31 tại huyện miền núi Vũ Quang thu hút đông đảo người dân du khách đến xem. Theo kế hoạch, tối nay sẽ diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề Sao La với nhân dân huyện Vũ Quang và bay khinh khí cầu tại khu vực sân vận động huyện. Trình diễn khinh khí cầu và các sự kiện chào mừng SEA Games cũng là dịp để Vũ Quang tuyên truyền quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư, khơi dậy tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn.